chào mừng quý vị các bạn đến với chương trình Hãy Chia Sẻ Cùng Chúng Tôi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói đến một bệnh mà Thảo Vân tin là nhiều người trong quý vị và các bạn hay gặp phải. Có bao giờ mà quý vị các bạn bị đau ở vai, đau ở gáy, tóm lại làm chúng ta cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, ảnh hưởng rất là lớn đến công việc, đến cuộc sống không ạ? Chắc là thường xuyên gặp đúng không ạ? Bởi vì ngay cả bản thân Thảo Vân cũng thế, thường xuyên bị rơi vào tình trạng là đau nhức toàn bộ cái vùng vai gáy này. Và khi mà chúng ta bị như vậy thì thường là giải pháp chúng ta tìm đến đó là mua những cái loại thuốc nào đó để giảm đau ngay lập tức và giảm viêm. Chứ chúng ta lại không chú ý là đi tìm hiểu nguyên nhân của nó như thế nào và điều trị tận gốc ra sao để nó không bị lặp lại. Và thậm chí là khi mà để bị đau kéo dài, nó có thể dẫn đến những biến chứng nào đó, làm cho chúng ta không những là chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đến chất lượng sống, mà còn tổn thất rất là lớn về kinh tế, về thời gian, về sức khỏe. Và ngày hôm nay chương trình mời quý vị các bạn chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của các bác sĩ về bệnh đau mỏi vai gáy để chúng ta có thể có những thông tin một cách tốt nhất. Xin được trân trọng giới thiệu các bác sĩ của chương trình hôm nay: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nhược Kim, Phó Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam. Và xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Nguyễn Thiện Lực, bác sĩ chuyên khoa 2, nguyên giám đốc trung tâm xương khớp Bệnh viện E Hà Nội. Dạ vâng, thưa các bác sĩ và thưa quý vị khán giả, như thường lệ thì ở phần đầu chương trình chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi. Khán giả Đoàn Thanh Thủy, 51 tuổi, gần đây xuất hiện nhiều dấu hiệu đau mỏi vai gáy, kể cả khi làm những công việc nhẹ hàng ngày. Tôi bị đau mỏi vai gáy này, nhiều khi ở cánh tay này, nó tê cả cánh tay, hoặc là mình muốn làm cái việc gì mình hơi ngoái lại như này thì không được, nên là mình cứ phải đưa cả người như này. Nhiều khi cứng ở cổ, cúi người nó cũng đau, ngửa lên đau, quay phải quay trái nó cũng đau. Còn vùng vai và cánh tay thì sao? Vùng vai thì nó cũng thỉnh thoảng nó bị đau đau vai. Tay thì bị tê bại đi. Mà nhiều khi không làm gì cũng thấy mỏi. Những dấu hiệu này xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn, nhất là khi chị Thủy làm những công việc mà phải vận động nhiều đến cổ, vai và tay. Nó không chỉ gây trở ngại cho chị trong sinh hoạt hàng ngày mà còn khiến chị lo lắng. Con người quý nhất là cái sức khỏe. Đúng rồi. Thế mà khi mà mình không khỏe, mình gặp một vấn đề gì đó thì mình lập tức là cảm thấy nó cũng không yên tâm, cảm thấy lo lắng. Lo lắng là cũng nặng, bứt rứt, khó chịu trong người. Và bây giờ tuổi mình như thế này mà đã bị bệnh này thì cảm thấy chán cuộc sống. Mệt mỏi, lo lắng, chán trường. Nhưng chị Thủy vẫn giấu gia đình vì gia cảnh của chị chẳng mấy dư giả. Đi bệnh viện, trăm thứ phải lo. Có một tin vui đã đến với chị Thủy. Chị được hỗ trợ xuất khám miễn phí từ chương trình Hãy Chia Sẻ Cùng Chúng Tôi. Sau khi thăm khám lâm sàng, bác sĩ đã chỉ định cho chị đi chụp X-quang đốt sống cổ với hai góc chụp là thẳng và nghiêng. Chỉ ít phút sau, chị Thủy đã được bác sĩ giải thích lý do gây ra những triệu chứng mà chị thường gặp. Cái phim này là cái độ cong, người ta có một cái độ cong sinh lý của nó, tức là nó phải cong hơn một chút nữa. Nhưng cái riêng cái đốt sống cổ của chị là cái độ cong sinh lý nó mới giảm mất, cái độ cong sinh lý nó cũng không được cong như bình thường. Cái thứ hai tức là đây nó có cái mỏ, đây là cái mỏ xương này, nó cọp xuống phía dưới này, cái dưới này nó lại mọc ra, đấy là cái mà người ta gọi là mỏ gai cột sống. Thế còn cái phim này người ta gọi là phim chết thì các cái lỗ, các lỗ cột sống nó phải sáng đều, riêng ở đây có một cái lỗ cột sống là nó không sáng và nó có cái đường cả quang nó chạy ngang qua, người ta gọi cũng là cái gai nó chạy nó đâm ra và nó biến dạng thì cái lỗ đằng sau cột sống, lỗ tiếp hợp cột sống thì là cái này nó là ảnh hưởng đến vấn đề cái người ta gọi là hội chứng vai gáy, hay nói rõ một cái từ là thoái hóa cột sống cổ. Không chỉ kê đơn thuốc cho chị Thủy, bác sĩ còn dặn dò chị tập thể dục cho vùng cổ và cánh tay tại nhà. Hy vọng sức khỏe của chị sẽ được cải thiện. Chúng ta vừa theo dõi phóng sự về bệnh nhân Đoàn Thanh Thủy, và trước khi đề cập đến cái bệnh mà bác Thủy hiện nay đang mắc thì xin được mời bác sĩ Lực. Bác sĩ có thể nói rõ cho khán giả cùng được biết là thực chất thì đau mỏi vai gáy là gì và cái đối tượng nào thì dễ bị mắc cái bệnh này nhất ạ? Vâng, cái đau mỏi vai gáy thì là một cái nhóm bệnh
mà nó liên quan chặt chẽ đến các cái bệnh lý của cơ xương khớp, các cái tổn thương đặc biệt là cái vùng cột sống cổ và các cái tổ chức ở xung quanh cái cột sống cổ đó, ví dụ như gân, cơ, dây chằng, mạch máu và thần kinh. Và người ta thấy rằng cái nguyên nhân chính đó là cái tình trạng áp lực quá tải kéo dài đối với cái cột sống cổ của chúng ta. Và cái hậu quả là gì? Hậu quả là bệnh nhân co cứng cơ vai gáy, đau mỏi và vận động cái cổ quanh vai gáy rất là khó khăn. Dạ vâng. Và cái đối tượng mà mắc bệnh thì thường là những đối tượng tuổi trung niên và những người cao tuổi. Thì ở cái đối tượng này thì cái mạch máu mà đến nuôi dưỡng các cái cơ quan thường là nó ít tính mềm dẻo rồi, và giúp cung cấp máu, cung cấp oxy cho các tổ chức này là kém, dẫn đến cái tình trạng đau mỏi vai gáy. Thế tuy nhiên thì trong thực tế chúng tôi ở những phòng khám thì thấy rằng là cái tình trạng đau mỏi vai gáy nó có xu hướng trẻ hóa. Và đối với một số thanh niên đến khám với chúng tôi thì cũng nằm trong cái tình trạng đó. Và người ta thấy rằng nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà phải kể ra cái nguyên nhân thường gặp đấy là cái tình trạng mà chúng ta lao động, rồi là chúng ta làm việc sai tư thế trong một cái thời gian kéo dài. Ví dụ như là các đồng chí mà ngồi máy vi tính suốt ngày, hay là những người lái xe đường dài, những người thợ sơn mà chúng ta sơn trần, và những giáo viên mà phải ghi chép trên bảng trong thời gian dài như vậy. Và thấy rằng là khả năng làm việc của mình, khả năng tư duy của mình nó giảm đi hẳn, và cái chất lượng cuộc sống của người bệnh cũng giảm. Như vậy là khi nào, những cái khi mà người bệnh bắt đầu cảm thấy mình bị đau cái vùng cơ ở vai, ở gáy, thậm chí là có cảm giác đau đầu, thì đấy là những biểu hiện của đau mỏi vai gáy ạ? Chính xác như vậy. Dạ vâng. Liệu là có thể bị nhầm với các cái loại bệnh khác được không ạ, thưa bác sĩ? Thực ra thì để mà chẩn đoán một cái đau mỏi vai gáy không khó. Và để mà phân biệt với các bệnh nhân khác ấy, thì người ta sẽ gặp thầy thuốc để có những cái chẩn đoán phân biệt sau. Tuy nhiên thì trong những trường hợp mà đau cấp tính thì thường là xuất hiện đột ngột sau khi bệnh nhân bê vác nặng này, sau khi bệnh nhân ở trong cái phòng điều hòa lạnh lâu chẳng hạn, nhiễm lạnh chẳng hạn. Thì thậm chí là rất nhiều trường hợp sáng đang ngủ dậy thì bệnh nhân thấy rằng là mình đau mỏi, co cứng cơ vùng vai gáy. Thế còn trong những trường hợp mà mãn tính chẳng hạn thì cái đau này nó kéo dài, nó âm ỉ, nó kéo dài, và cái đau này nó có thể từ cổ lan sang vai, lan sang xuống cánh tay, xuống cẳng tay, thậm chí là xuống tê mỏi các cái ngón tay. Và tất cả những cái triệu chứng đó thì nó nằm trong cái bệnh cảnh đau vai gáy. Và nếu nặng nữa thì người ta có thể teo cơ chi trên hoặc là chi dưới, thậm chí là có thể yếu cơ, có thể liệt và rối loạn cơ tròn. Dạ vâng. Quay trở lại với bệnh nhân Đoàn Thanh Thủy đấy, thì bệnh nhân này là bị mắc cái hiện tượng là đau cấp tính hay là mạn tính ấy. Và thực ra thì nguyên nhân nào mà bác Thủy bác lại bị như vậy ạ? Đối với bác Thủy thì là người 51 tuổi rồi. Và cái đau mỏi vai gáy của bác triền miên kéo dài. Đau kéo dài, bác rất khó chịu, và cái vận động của sống cổ rất là hạn chế. Và khi trên chúng tôi cho chụp phim X-quang thì thấy là có những cái dấu hiệu của cái thoái hóa cột sống cổ. Những cái dấu hiệu này thể hiện là cái gì? Thứ nhất là cái đường cong sinh lý của cột sống cổ của bác giảm đi. Thứ hai là có cái gai xương ở các cái đốt sống, ở ngay cạnh rìa các cái đốt sống. Và cái khe khớp, tức là cái chiều cao của thân dưới đệm, nó giảm hẳn. Và với cái phim trách nhiệm thì chúng tôi thấy rằng là cái lỗ ghép hợp của bác nó hẹp lại. Thì cái đau vai gáy của bác Thủy nằm trong cái bệnh cảnh thoái hóa cột sống cổ ở cái người có tuổi rồi. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, có những cái trường hợp mà sau một đêm ngủ dậy, như lúc nãy bác sĩ vừa nói đấy, thì bỗng dưng thấy cổ cứng đơ, ngay cả thậm chí là bản thân là tôi cũng đã từng bị như vậy. Và cái biện pháp ngay lúc đấy là ví dụ như mua miếng cao rắn lạnh hoặc là cái thuốc gì đó về uống để cho nó đỡ đau tạm thời, đấy có phải là một cách làm đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta đau như vậy thì cái việc đầu tiên chúng ta nên cho nó nghỉ ngơi. Thế còn khi sử dụng thuốc thì chúng ta cũng lưu ý là bất kỳ một thuốc gì cũng có những tác dụng phụ nhất định của nó. Ví dụ như những thuốc giảm đau nhóm paracetamol tưởng chừng như là rất đơn giản như vậy, không có tác dụng phụ gì, nhưng nếu như ở những bệnh nhân mà có tổn thương gan, có những bệnh lý sẵn của gan thì có thể dẫn đến cái suy gan. Thứ hai là tất cả các cái thuốc mà kháng viêm giảm đau non-steroid chúng ta cũng mua sử dụng rất rộng rãi.
Thế thì những cái thứ thuốc đấy nhiều khi có thể ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, gây loét dạ dày hành tá tràng hoặc là chảy máu đường tiêu hóa, và thậm chí là có thể gây gì, gây những biến chứng về mặt tim mạch nhé, và có những tác dụng phụ, ví dụ như là người ta có thể gây dị ứng. Theo tôi thì khi mà sử dụng thuốc nên xin ý kiến của thầy thuốc, tránh cái chuyện tự mua thuốc về dùng, và cũng tránh các hiện tượng là nghe mách bảo. Dạ vâng, như vậy chúng ta cũng không thể chủ quan đúng không ạ? Mình không thể cái gì cũng thông thái hết được, mặc dù có thể có kiến thức, có thể có sự hiểu biết. Tuy nhiên những cái thuộc về chuyên môn chúng ta vẫn cần phải tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn. Cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ Kim, là về cái y học cổ truyền cũng có những quan điểm rất là rõ ràng về cái hội chứng đau mỏi vai gáy. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm ạ? Những các cái nhân tố thời tiết bên ngoài như là phong, hàn, thấp chẳng hạn, nó xâm nhập vào trong cơ thể, làm cho các cái khí huyết vận hành trong các kinh mạch bị tắc, mà nó gây ra đau. Vì quan niệm y học cổ truyền rằng cái gì thông thì bất thống, nhưng mà đã thống thì bất thông. Mà đây bất thông chủ yếu là các cái khí huyết vận hành trong các cái mạch lạc. Cái nguyên nhân thứ hai là cho rằng có cái da bất nội bất ngoại nhân, tức là do tư thế. Thí dụ là tôi ngồi gối đầu cao tôi ngủ, ví dụ như là tôi làm động tác cúi quá hoặc là ngửa cổ quá, hoặc là với tư thế sử dụng là cán bộ văn phòng sử dụng máy vi tính quá lâu, mà chỗ ta lái xe quá lâu ta không nghỉ, thì tất cả những các yếu tố sai tư thế đó đều có thể dẫn đến đau mỏi vai gáy. Thưa bác sĩ, là có nhiều người thường người ta hay than phiền là mùa đông họ hay bị đau mỏi vai gáy nhiều hơn là mùa hè. Tại sao lại có hiện tượng như vậy ạ? Quan niệm của đông y tức là cái hai cái yếu tố mà tác động đến cái dễ xâm phạm và bị phu kinh lạc nhất là lạnh và ẩm. Mùa đông thường khí hậu lạnh. Cái hai nữa là lạnh theo quan niệm nhau cổ truyền là thuộc hàn, và hàn thì hay gây co mạch, và chính vì các cái cơ bị co cứng lại cho nên gây đau. Vậy thì với y học cổ truyền thì cái hội chứng đau mỏi vai gáy này sẽ có những phương pháp điều trị như thế nào, và chúng ta có thể dùng cái phương pháp vật lý trị liệu được không ạ? Thật ra thì trong y học cổ truyền thì có những phương pháp như là châm cứu, như là xoa bóp bấm huyệt, như là tăng cường vận động của sống cổ, thì những cái đó nó cũng có thể hỗ trợ trong cái điều trị đau mỏi vai gáy, hoặc là có sử dụng các phương pháp dùng thuốc, ví dụ như là trong cổ phương người ta có thể dùng quyên tý thang là một cái bài thuốc cổ phương để chuyên môn điều trị đau nửa người trên, đau vùng vai. Đấy. Thực ra mà nói thì trong đau mỏi vai có thể điều trị vật lý trị liệu được, nhưng chúng ta nên nhớ là châm cứu xoa bóp bấm huyệt trong học cổ truyền thực chất cũng là một phương pháp phục hồi chức năng, một phương pháp vật lý trị liệu, chỗ khác là ta không sử dụng máy móc, người ta dùng bàn tay con người. Những cái loại thuốc mà như bác sĩ vừa nói vừa đề cập ấy, ở trong y học cổ truyền ấy, để mà hỗ trợ cho việc điều trị cái đau mỏi vai gáy thì nó cụ thể như thế nào? Cụ thể thì trước kia như tôi vừa nói đấy, trong các cái bài thuốc cổ phương người ta dùng quyên tý thang, chuyên môn dùng để đau nửa người trên, trong đó có đau mỏi vai gáy. Thế ngày nay thì qua cái nghiên cứu người ta có thể sử dụng những các cái bài thuốc trên cơ sở đối pháp lập phương theo y lý của y học cổ truyền mà ta điều trị. Bởi vì như tôi đã nói, đau mỏi vai gáy do yếu tố phong hàn thấp tác động vào cơ thể làm bế tắc kinh mạch mà gây đau. Thế thì cái pháp điều trị của y học cổ truyền là gì? Người ta phải ôn kinh, tán hàn, trừ thấp và thông lạc, trị thống. Thế thì người ta có thể dựa trên những cái nghiên cứu, những các cái kinh nghiệm điều trị lâm sàng và những các cái chỉ định trong các cái y lý của y học cổ truyền người ta sử dụng thuốc. Ví dụ phát tán phong thấp, điều trị phong thấp người ta có thể dùng độc hoàn, người ta có thể dùng tế tâm, người ta có thể dùng phong phong, hoặc là đối với các cái trường hợp để ôn thông kinh mạch người ta có thể dùng nhục quế, người ta có thể dùng tế tâm, hoặc là trong các cái trường hợp mà người ta cần thiết phải bổ can huyết, bổ thận. Bởi vì quan niệm y lý học cổ truyền là gì? Can chủ cân. Những trường hợp mà đau cứng là do các cân cơ co lại, hoặc là huyết thì có khả năng là dưỡng cân, và thận thì chủ cốt, thì người ta có thể dùng các vị thuốc bổ thận như là đối trọng, như là những trường hợp để có tác dụng tới
các cái hoạt huyết mạnh để ôn thông kinh lạc, người ta có thể dùng xuyên quy, dùng xuyên khung, dùng nhu tắc. Qua những các cái nghiên cứu và dựa trên cái lý học của chuyện ấy, người ta có thể tập hợp lại thành một bài thuốc bào chế sản xuất dưới dạng viên nang, dưới dạng cái thực phẩm chức năng để có tác dụng hỗ trợ trong các trường hợp bệnh nhân bị đau mỏi vai gáy, vừa tiện sử dụng vừa tiện bảo quản. Ví dụ như là cái viên vai gáy của công ty cổ phần Thái Dương thì nó gồm các vị thuốc như vậy, và người ta sử dụng như vậy để hỗ trợ điều trị trong các cái trường hợp đau mỏi vai gáy. Dạ vâng. Vậy thì chúng ta nên sử dụng cái loại thực phẩm chức năng này như thế nào để nó có hiệu quả tốt nhất trong cái việc hỗ trợ điều trị đau mỏi vai gáy ạ? Vâng. Và bác sĩ có lưu ý gì cho những người mà bị như thế trong sinh hoạt không ạ? Cái thứ nhất là cái chỉ định thì đã có rồi. Vâng. Ví dụ người ta có thể dùng trong mỗi một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên vai gáy, hoặc là dùng mỗi lần uống 1 viên dùng 4 lần. Người ta có thể uống trước bữa ăn 30 phút, hoặc uống sau bữa ăn 2 giờ. Và một cái liệu trình điều trị như vậy thì khoảng 3 tháng, 6 tháng. Bởi vì chúng ta luôn nhớ rằng thuốc y học cổ truyền là có nguồn gốc từ tự nhiên thật, cho nên hầu như tác dụng phụ không có, cho nên có thể điều trị lâu dài. Thế còn trong sinh hoạt thì người ta nói rằng nên tránh những các cái động tác gì nó quá mức, thí dụ cúi quá, thí dụ ngửa cổ quá, hay là thí dụ như là sử dụng vi tính thì cũng chỉ trong vòng khoảng nửa tiếng, 45 phút, 1 tiếng người ta lại phải nghỉ vận động cuộc sống cổ, chứ không thể cứ đứng mãi một tư thế đấy được. Hoặc là lái xe thì người ta cũng phải đảm bảo giữa đầu và thân luôn luôn là một cái trục thẳng, phải không ạ? Thế và phải có cái tựa đằng sau để cho nó thẳng, và cũng không nên ngồi quá lâu, đi vào khoảng 150 đến 200 km thì phải có nghỉ ngơi, đấy, vận động, và không nên cúi bê vật nặng gì quá mức, làm cái gì quá mức cả. Đấy, thì trong sinh hoạt ta chú ý đừng có cái động tác gì thái quá, ngủ đừng có gối đầu quá cao, mùa lạnh mùa đông thì chúng ta phải khép cửa sổ, đóng cửa sổ để tránh những cái cơn gió lạnh lùa vào, rất dễ làm co cứng cơ. Dạ vâng.